khách sạn hầm mộ độc và dị đang gây sốt trên thế giới, nằm trong một khu rừng nguyên sơ, rậm rạp ở Thụy Điển, nơi đây được mệnh danh là khách sạn sinh thái, gần gũi với thiên nhiên. Nghe có vẻ khá dễ chịu nhưng du khách tới đây lần đầu sẽ phải hết hồn trước những căn phòng được xây theo trường phái hầm mộ Ai Cập. Các gian phòng được xây bằng gỗ theo kết cấu kim tự tháp, bên ngoài phủ kín bùn đất, cây cỏ mọc um tùm bên trên. Nếu chỉ nhìn từ xa, ít ai có thể định vị được khách sạn trong khu rừng, không gian trong mỗi phòng cũng mang tính liêu trai, không kém vẻ bề ngoài. Do diện tích khiêm tốn nên các chi tiết trong phòng cũng được tối giản hết mức có thể. Mỗi phòng chỉ có hai chiếc giường gỗ, bên trên phủ một lớp lông cừu. Cuối phòng là một lò sưởi với ánh đèn vàng nhập nhoạng càng tăng thêm phần kinh dị. Ngoài ra, khách sạn này không hề có nhà vệ sinh. Bạn chỉ có thể giải quyết nỗi buồn giữa núi rừng hoang vắng, tuy mang phong cách rùng rợn, điều kiện vật chất thiếu thốn và mức giá nghỉ qua đêm cắt cổ nhưng hiện nay, khách sạn này vẫn thu hút đông đảo du khách muốn thử thách lòng dũng cảm.